Feel the beat. Đập cùng nhịp ép. Sức sống mới, người ép vì cộng đồng. Hì hục leo núi nhưng không ai lên đỉnh. An cư lạc nghiệp, người ép mua nhà ưu đãi. Xin chào cả nhà, đây là Feel the beat số 7. Vậy là chúng ta đã đến với ngày làm việc cuối cùng của tuần này rồi. Một tuần của nhà ép đã diễn ra với rất nhiều những hoạt động và sự kiện. Và ngập tràn trong tuần chính là những câu chuyện gắn liền với tháng hành động vì cộng đồng của FPT với chủ đề sức sống mới. Sức sống mới đến từ việc hiến máu nhân đạo. Mỗi giọt máu hiến tặng chính là mang đến cơ hội sống cho rất nhiều những bệnh nhân đang cần máu. Sức sống mới đến từ những ngôi trường mới, nơi dẻo cao, được người nhà ép chung tay xây dựng. Sức sống mới đến từ những cuốn sách truyện được quyên góp cho tủ sách ước mơ. Hay cũng đến từ những tấm lòng nhân ái của nhà ép đỡ đầu bảo trợ những em nhỏ trường Hy vọng, xây những cây cầu mới mang đến cuộc sống mới và còn rất nhiều những hoạt động ý nghĩa khác mà người FPT sẽ cùng nhau góp sức và thực hiện trên khắp mọi miền, không chỉ trong tháng này mà trong suốt chặng đường phía trước. Những nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa và nhân rộng sẽ mang đến ý nghĩa và giá trị to lớn hơn nữa để giúp những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng vượt qua nghịch cảnh và vươn lên mạnh mẽ. Hì hục leo núi nhưng không ai lên đỉnh. Cột mốc số 2 của cuộc đua Amazing Race đã trôi qua rồi. 9 đội thi đều đã hì hục leo trèo với những thử thách khốc liệt. Tuy vậy thì không có đội nào lên đỉnh để chiến thắng cả. FPT Telecom dù sắp đến ngưỡng cửa thiên đường nhưng lại không thể cắm cờ trên núi khi dừng ở 95% chỉ tiêu. Tháng trước, nhà cáo ở vị trí số 5 mà bây giờ bứt phá lên dẫn đầu thì cũng là một sự nỗ lực rất đáng ghi nhận. Vị trí số 2 thuộc về FPT Online. Nhà bán lẻ FPT Retail thì vẫn khá là giữ được phong độ khi ở vị trí số 3. Quán quân của tháng trước đâu nhỉ? Đây, FPT Software tụt sâu xuống vị trí số 7 mất rồi. Hãy nhanh chóng trở lại phong độ của mình, Appshop nhé! Các cụ có câu, an cư thì mới lạc nghiệp. Tậu trâu cưới vợ làm nhà, trong ba việc đấy thì chuyện nhà vẫn là to hơn. Mới đây thì 60 anh em ở FPT Software Đà Nẵng đã ký hợp đồng để mua căn hộ ở FPT Plaza 2 với giá ưu đãi lên đến 20%. Đây là một trong những chương trình nằm trong chính sách an cư lạc nghiệp mà Appshop đang triển khai cho cán bộ nhân viên hiện hữu và ứng viên cầu hiền. Không chỉ cán bộ nhân viên FPT Software mà FPT Plaza 2 cũng sẽ dành ưu đãi cho người ép có nhu cầu ở các công ty thành viên. Vẫn là ưu đãi. Tôi thấy tuần này đi đâu cũng thấy ưu đãi và ưu đãi dành cho người ép. Đầu tiên, FPT Shop nhân dịp sinh nhật 10 năm tuổi thì FPT Shop sẽ giảm giá từ 15 đến 50% tất cả dòng sản phẩm của mình cho người FPT. Hay là ai muốn ngôi nhà của mình thông minh hơn thì có thể chấp lấy ưu đãi giảm giá 50% đến từ FPT Smart Home. Sendofarm nữa chứ. Tháng 3 này sẽ có chương trình rau chuẩn Việt Gáp giá 1.000 đồng nhân dịp xuất hiện tại văn phòng nhà phần mềm phía Nam. Quá là nhiều ưu đãi cho người ép đúng không nào? Mọi người hãy nhanh tay chớp lấy những cơ hội này nhé. Và đó là những nội dung có trong Feel the Beat tuần này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào chiều thứ 6 tuần sau nhé.